Đấng sinh thành ra chú rể Đức Hạnh sẽ cùng trở về sân khấu để đón nhận những ly rượu nồng ấm hạnh phúc của hai người con yêu quý của mình. Thưa quý vị thân mến, trên sân khấu lúc này đây, đó là niềm vui và niềm hạnh phúc vô cùng lớn lao của ông Bùi Văn Mai và bà Phạm Thị Thủy, vinh dự là chủ hôn gia đình họ nhà trai là đấng sinh thành ra chú rể Đức Mạnh, và kể từ ngày hôm nay cũng chính thức là cha là mẹ của cô dâu Thảo Trang. Và quý vị hãy chúc mừng cho gia đình họ nhà trai đã chính thức có thêm nàng dâu hiền thành viên mới bằng một tràng pháo tay thật lớn. Xin mời quý vị. Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ, và gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha. Nước biển mênh mông không đong đầy tình mẹ, mây trời lồng lộng không phủ kín công cha. Để cảm tạ tới tấm lòng, những lời cảm ơn tới bố mẹ thì xin được trân trọng và kính mời chú rể Đức Mạnh sẽ mời rượu bố, và xin được trân trọng và kính mời cô dâu Thảo Trang sẽ mời ly rượu hồng tới mẹ. Xin được trân trọng và kính mời. Xin mời cô dâu sẽ kính dâng lên người mẹ chồng kính quý của mình ly rượu trung hiếu, và chú rể kính dâng lên người bố kính quý của mình ly rượu hiếu thảo. Và tiếp theo thì xin mời cô dâu và chú rể sẽ đón nhận hai ly rượu tình để kết tình kết nghĩa phu thê. Vâng, xin được trân trọng và kính mời cô dâu và chú rể sẽ chạm ly rượu để xin được cảm ơn tới bố mẹ. Xin được bố mẹ sẽ đón nhận những tình cảm của con, những lời cảm ơn của con để cảm ơn tới bố mẹ đã cô công sinh thành dưỡng dục, khi con mới có được ngày vui và ngày hạnh phúc như ngày hôm nay, đúng không quý vị? Quý vị sẽ liên tục nổ những tràng pháo tay để cùng chúc mừng cho đại gia đình trong đại lễ thành hôn ngày hôm nay ạ. Và ngay bây giờ thì đại gia đình nhà mình sẽ cùng dơ ly rượu hồng này về phía trước để cùng đón nhận những lời chúc mừng hạnh phúc tới toàn thể quý vị. Và lúc này thì MC cũng xin phép được làm nhịp cầu lối, và tôi sẽ đếm từ 1 đến 3. Ở phía dưới quý vị hãy cùng với tôi dô 3 tiếng hô thật to để cùng chúc mừng ngày đại hỷ, ngày hạnh phúc của gia đình họ nhà trai trong buổi chiều ngày hôm nay. Quý vị đã sẵn sàng chưa? Và xin mời bố mẹ cùng cô dâu và chú rể sẽ dâng ly rượu thật cao về phía trước để đón nhận tình cảm của tất cả quý vị. 1, 2, 3, rượu! 2, 3, rượu! 2, 3, chúc mừng hạnh phúc của chú rể Đức Mạnh và cô dâu Thảo Trang. Xin mời cô dâu và chú rể sẽ đan chéo tay nhau uống rượu ra môi. Xin mời hai ông bà sẽ cùng hướng đi về phía trước và sẽ cùng uống cạn ly rượu hồng hạnh phúc cùng với hai con của mình. Xin mời bố mẹ sẽ dơ ly rượu về phía sân khấu để dơ thật cao. Xin được cảm ơn tới toàn thể quý vị đã bút chút thời gian và ngọc quý báu của mình để trong buổi chiều ngày hôm nay đã cùng trở về đây để cùng chung vui, chung niềm hạnh phúc, để cùng chúc cho hai con chúng tôi luôn là trăm năm tình viên mãn, bạc đầu nghĩa phu thê. Xin được trân trọng và cảm ơn. Kính thưa quý vị thân mến, và trong ngày vui và ngày hạnh phúc như ngày hôm nay, ngoài những tình cảm bố mẹ dành tặng cho hai con, thì giờ phút này đây thì có những món quà dành tặng cho cô dâu và chú rể thay những lời chúc phúc. Xin được trân trọng và kính mời. Món quà đầu tiên là món quà của bố mẹ chú rể Đức Mạnh. Kính thưa quý vị thân mến, trên sân khấu lúc này đây, đó là hình ảnh của những người làm cha làm mẹ. Cha mẹ lên đây với hai con có món quà hạnh phúc để chúc phúc cho hai con. Chúc cho hai con sẽ mãi mãi bên nhau, trăm năm tình viên mãn, bạc đầu nghĩa phu thê. Và những người làm chương trình chúng tôi cũng xin phép được thay mặt và đỡ lời cho cô dâu và chú rể xin được đón nhận món quà của những người làm cha làm mẹ. Và hai con cũng sẽ hứa với bố mẹ rằng hai con sẽ sống thật tốt, thật hạnh phúc, dẫu biết rằng cuộc hành trình hôn nhân ở phía trước vẫn còn bao nhiêu gian nan thử thách và vất vả. Nhưng với tình yêu, với niềm tin cũng như sự thủy chung mà hai con dành cho nhau, hai con sẽ nắm chặt tay nhau, cùng hướng tới tương lai và cùng yêu thương nhau trọn đời. Và với món quà hạnh phúc của những người làm cha, làm mẹ dành cho cô dâu và chú rể trong ngày hạnh phúc hôm nay, thì một nữa ở phía dưới quý vị hãy dành một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng. Chẳng để thời gian đi qua, không hiểu mà cái gì đâu.
Và kính thưa quý vị thân mến, và ngay bây giờ thì xin được trân trọng kính mời bố mẹ sau khi đã trao quà cho con thì xin mời sẽ cùng nán lại sân khấu để chứng kiến món quà của ông bà ngoại, cũng sẽ cùng trở về sân khấu để chào món quà hạnh phúc có phát lộc để cho hai người cháu yêu của mình trong ngày phúc hôm nay. Vâng ạ, xin được trân trọng kính mời ông bà ngoại của chú rể Đức Mạnh sẽ cùng trở về sân khấu để có món quà chúc phúc phát lộc cho cô dâu và chú rể. Xin được trân trọng và kính mời. Vâng, xin mời cô dâu và chú rể sẽ đón nhận những tình cảm của ông bà ngoại dành trao cho cô dâu và chú rể cho ngày phúc và trọng đại như ngày hôm nay. Và những người thực hiện chương trình cũng xin được thay mặt và đỡ lời cho chú rể Đức Mạnh và cô dâu Thảo Trang xin được cảm ơn tới ông bà ngoại và chúc cho ông bà ngoại luôn sức khỏe và chúc cho ông bà ngoại luôn sáng đôi mắt, khỏe đôi chân để cùng dõi theo những hành trang, những bước đường của chú rể và cô dâu ạ. Kính thưa quý vị thân mến, đây là một món quà vô cùng ý nghĩa với những lời chúc phúc, những lời phát lộc của ông bà đã dành dụng để trao tặng chúc phúc cho cô dâu và chú rể trong ngày hạnh phúc hôm nay. Một lần nữa xin được thay lời cho cô dâu và chú rể, thay lời cho gia đình, xin được cảm ơn món quà ý nghĩa của ông bà ngoại. Kính chúc ông bà ngoại sẽ mạnh khỏe, bách niên, dài lão và thọ tỷ Nam Sơn. Và với món quà của người ông ngoại, người bà ngoại kính quý đã dành tặng chúc phúc phát lộc cho cô dâu và chú rể, quý vị hãy dành một tràng pháo tay thật lớn tiếp theo để chúc mừng ạ. Và sau món quà của ông bà ngoại thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với món quà của gia đình cậu vợ Thắng Hà sẽ cùng trở về sân khấu để trao món quà hạnh phúc trao tặng cho cô dâu và chú rể. Xin được trân trọng và kính mời. Vâng, sau món quà của cậu mợ Thánh Hà thì xin được trân trọng và kính mời món quà của cậu mợ Huy Lịch chuẩn bị ạ. Quý vị thân mến, hiện trên sân khấu lúc này đây đó là món quà ý nghĩa của gia đình cậu vợ Thắng Hà. Và với món quà mà gia đình cậu vợ Thắng Hà đã chất chiêu để dành tặng chúc phúc cho cô dâu và chú rể. Một lần nữa xin mời quý vị hãy dành một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng. Vâng ạ, một lần nữa thay lời cho cô dâu và chú rể xin được cảm ơn món quà của gia đình chú dì Thắng Hà rất nhiều. Một lần nữa xin được kính chúc gia đình chú dì sẽ luôn luôn mạnh khỏe, bước một sang một năm mới an khang thịnh vượng và gặp nhiều may mắn. Vâng, món quà tiếp theo sẽ liên tục trở về khắp phòng đại tiệc cưới của gia đình. Xin được trân trọng và kính mời món quà của cậu mợ Huy Lịch sẽ cùng trở về khán phòng để cùng với những món quà dành tặng cho cô dâu và chú rể. Xin được trân trọng và kính mời. Và tiếp theo thì xin mời quý vị chúng ta lại tiếp tục đến với món quà của gia đình cậu mợ Huy Lịch sẽ cùng tiến bước trở về sân khấu để chúc phúc cho cô dâu và chú rể. Và với món quà của gia đình cậu mợ Huy Lịch, một lần nữa xin mời quý vị ở phía dưới hãy dành một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng cho chú rể và cô dâu. Và sau món quà của gia đình cậu mợ Huy Lịch thì xin mời gia đình chú dì Nam Hằng cũng chuẩn bị trở về sân khấu. Sau khi trao quà xong thì gia đình nhà mình sẽ lắng lại sân khấu để chụp cái tấm hình đẹp nhất cùng với chú rể và cô dâu. Một lần nữa xin được thay lời cho cô dâu và chú rể xin được cảm ơn món quà hạnh phúc mà cậu mợ Huy Lịch đã dành tặng cho cô dâu và chú rể. Và tiếp theo xin mời quý vị hãy cùng đến với món quà của gia đình chú dì Nam Hằng. Vâng, xin được trân trọng và kính mời. Kính thưa quý vị thân mến, hiện diện trên sân khấu lúc này đây, liên tục chương trình cô dâu và chú rể của chúng ta được đón nhận những món quà vô cùng ý nghĩa. Và món quà đang hiện diện trên sân khấu đó là gia đình chú dì Nam Hằng. Và để chào đón món quà của chú dì Nam Hằng một lần nữa, xin mời quý vị hãy dành một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng cho chú rể và cô dâu. Và tiếp theo thì xin mời các em của chú rể sẽ cùng tiến bước trở về sân khấu để trao món quà hạnh phúc cho cô dâu và chú rể. Và món quà của em Đức Hạnh, Thùy Linh, Mai Lan, Hùng Long
Tuấn Thành sẽ cùng trở về sân khấu. Xin được trân trọng và kính mời. Vâng, kính thưa quý vị thân mến, và món quà nhỏ nhưng tấm lòng son các em các anh chị là tặng đợt để. Và ngay bây giờ thì xin lượt lần lượt là gia đình em Đức Hạnh sẽ trao món quà đầu tiên. Và sau món quà của gia đình Đức Mạnh thì xin mời quý vị sẽ đến với món quà của em Thùy Linh. Vâng ạ. Và sau món quà của em Thùy Linh thì xin mời quý vị sẽ cùng đến với món quà của Mai Lan ạ. Xin mời em Mai Lan sẽ cùng trở về sân khấu. Và tiếp theo đó là món quà chúc phúc của em Hùng Long. Ok, em Hùng Long có chưa? Và tiếp theo là món quà chúc phúc của em Tuấn Thành. Vâng ạ, đây là những phần quà của các em của cậu Thắng Mợ Hà. Vâng ạ, rất là cảm ơn những món quà chúc phúc cho dành tặng cho cô dâu và chú rể trong ngày vui hôm nay. Vâng, xin được cảm ơn các em rất nhiều với những món quà không mang nặng về vật chất nhưng mang ý nghĩa đủ đầy của những người thân yêu trong gia đình. Gọi là một chút cho cô dâu và chú rể sẽ có một sự khởi đầu thật may mắn trong tương lai.